Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay đây, những chiếc quản lý nguồn đến thương hiệu Martin Audio, một dòng quản lý nguồn cực kỳ là chất lượng. Bên em cũng đã bán rất là nhiều và tiếp tục về hàng. Và là hôm nay bên em sẽ làm video để giới thiệu cho các bác nào chưa biết đến những dòng quản lý nguồn này hoặc các bác còn năn tăn thì em sẽ giới thiệu lại cho các bác để các bác có thể nắm được thông tin một dòng quản lý nguồn cực kỳ là chất lượng này và giá thành bên em sẽ cung cấp cho anh em một mức giá rất là tốt cam kết là giá tốt nhất thị trường để anh em sở hữu những chiếc quản lý nguồn chất lượng có lọc nguồn đầy đủ cho anh em đấy thì anh em theo dõi video ủng hộ Nhau audio cho bên em xin một like hoan hỉ cho bên em xin một like một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ thế audio đấy anh em theo dõi video nhớ có thể chia sẻ cho bạn bè vì những chiếc quản lý nguồn này thực sự em rất là cần thiết đấy nó sẽ giúp cho anh em là chống cháy chập quá tải và đảm bảo tất cả các thiết bị anh em đấu vào đây được an toàn khi mà xảy ra sự cố đấy rất là cần thiết cho anh em nhé khi anh em là ví dụ hát gia đình anh em đấu vào cả dàn âm thanh anh em đấu vào đây hoặc anh em nào phòng karaoke phòng ba đi làm sự kiện dòng các dàn các thiết bị âm, âm, thanh anh em đấu vào đây thì khi xảy ra nhỡ đâu xảy ra sự cố điện thì nó ăn này sẽ nhảy này đảm bảo tất cả được an toàn khi anh em đấu vào đây đấy anh em nên cân nhắc những chiếc quản lý nguồn này cực thực sự anh em là rất rất là cần thiết đấy và đặc biệt con quản lý nguồn mắc đi này nó có lọc nguồn đầy đủ các cổng cho anh em luôn anh em yên tâm sử dụng anh em sử dụng dòng điện sạch để đảm bảo cho anh em là cái mạch các thiết bị anh em đấu vào đây thì sẽ được đảm bảo độ bền hơn rất là tốt đấy đây em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em này về mặt trước anh em thấy mặt trước là thiết kế mặt màu đen này phay nhôm mặt phay nhôm màu đen và có đây này, từ trái qua phải đem nhìn từ trái qua phải thì anh em thấy có một nỗ cắm nguồn đằng trước này ổ cắm đằng trước có atomat và đây có 8, 8 công tắc để điều chỉnh 8 ổ ổ đằng sau. Anh em có thể bật tắt từng ổ. Đấy, bật tắt từng cổng. Đấy. Ok chưa ạ? Và tiếp tục nó sẽ có một cái USB để anh em sạc điện thoại hoặc là sẽ cắm đèn. Cắm đèn đây, em em sẽ tặng cho em một cái đèn như thế này. Anh ví dụ như thế này, anh em cắm vào làm sự kiện, em cắm vào đây. Đấy, chiếu vào đây để bật sáng lên khi mà tắt đúng, tắt cần tắt cổng nào thì sẽ tắt đúng, tránh trường hợp và tắt nhầm. Đấy ok chưa? Một cái đèn à, nét như thế này. Đấy, rất là đẹp và tiện dụng cho anh em. Đấy, và đây sẽ một màn hình hiển thị thông số vôn Thông số vôn điện áp của anh em. Đấy, và đây công tắc bật tắt khi anh em tắt đi thì nó sẽ tắt từ cổng 8 đến cổng 1. Đấy khi anh em bật lên thì nó sẽ bật từ cổng 1 đến cổng 8. Đây sẽ bật lên này. Nó sẽ bật từ cổng đây, sẽ bật từ cổng 1 đến cổng 8 cho anh em. Và đặc biệt con này sẽ rất nhiều ổ cắm. Có một ổ cắm đằng trước và 9 ổ cắm đằng sau. À 8 ổ cắm đằng sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Đấy, à, 8 ổ cắm đằng sau thì anh em biết nhỉ 8 ổ cắm đằng sau anh em sẽ cắm đẩy vào chỗ ổ 8 này Khi anh em tắt đi thì sẽ tắt ổ 8 đầu tiên Sẽ không gây tiếng bụp sẽ loa Đấy, rất là cần thiết nhé Anh em lưu ý nhớ cắm đẩy vào ổ số 8 Và đây, đặc, điều đặc biệt của nó đầu, Điều đặc biệt đầu tiên Em phải nói đến là tất cả các ổ cắm này Anh em lại chân cắm bằng tất cả chân cắm bằng lá đồng Chân cắm lá đồng hoàn toàn cho anh em nhé Tất cả chân cắm lá đồng để tiếp điện cực kỳ là tốt và bên trong ổ ổ cắm này anh em thấy bên trong này nhá nó sẽ một có một cái mút ổ cắm nó dạng một cái mút ổ cắm anh em cắm vào đảm bảo rất là chặt chống mo ve đây chống mo ve cực kỳ tốt đấy tất cả các ổ cắm đều là lá, lá đồng ở bên trong nhá đấy, ok chưa và đặc biệt dòng này đặc biệt thứ hai là dòng này đây em sẽ quay cho anh em xem nội thất đây những chiếc quả những nguồn này có lọc nguồn có các cuộn cả lọc nguồn cho anh em tất cả các ổ cắm đều có lọc nguồn để lọc nguồn này là nó khác biệt như thế nào lọc nguồn này nó sẽ lọc cho anh em tất cả các dòng điện sạch đấy dòng điện sạch để đảm bảo cho anh em là tất cả đây ví dụ như cái một con vang vang như thế này đấy anh em sử dụng nếu mà sử dụng cái quản lý nguồn này nó sẽ giúp cho anh em tỏa nhiệt ra con vang này rất là ít nhiệt con vang ít thì đảm bảo cho anh em tất cả các linh kiện này sẽ được sử dụng lâu dài hơn đấy lâu dài hơn và độ bền nó sẽ cao hơn đấy những anh em cắm trực tiếp ở dòng điện điện lưới thì nó sẽ có, những cái dòng điện đề anh em thấy màn hình đồng hồ này sẽ có tăng giảm liên tục dòng điện nó sẽ không được sạch đấy tăng giảm liên tục nó không được sạch thì nó vào nó sẽ làm gây là các cái các cái gây sẽ làm cái nóng các mạch điện tử nhất là tivi hay là các thiết bị về điện tử đây anh gây nóng thì nó, nóng sẽ làm làm cho những con linh kiện điện tử ấy nó sẽ nó thường sẽ bị già anh em hiểu là sẽ bị già và sẽ gây là là độ bền của nó không được tốt nhưng qua những chiếc quản lý nguồn này nó sẽ giảm có tỏa nhiệt nhá em cam kết nó vẫn có tỏa nhiệt nhưng nó sẽ giảm nhiệt cho anh em rất là nhiều và đảm bảo các thiết bị điện tử vào sẽ đấu được đấu vào đây sẽ được độ bền cao hơn đấy những chiếc quản lý nguồn này nó điều khác biệt hoàn toàn so với những chiếc quản lý nguồn bình thường không có lọc nguồn đấy và đặc biệt ngày hôm nay giá sẽ cực kỳ là tốt cực kỳ là tốt cho anh em nhá chỉ một triệu hai trăm năm mươi nghìn bên em bao ship cho anh em Đấy, 1 triệu 250 nghìn Anh em sở hữu một chiếc quản lý nguồn Đến từ thương hiệu Martin Audio Một dòng có lọc nguồn đầy đủ cho anh em Anh em được nhận hàng kiểm tra thanh toán Ok chưa 1 triệu 250 nghìn nhắn tin số em Chốt quản lý nguồn Martin Hoặc chốt quản lý nguồn PA99 1 triệu 250 nghìn bao ship cho anh em em nhận hàng kiểm tra thanh toán Không đúng như em mô tả trả lại thanh audio Còn đúng như em mô tả thì anh em nhận giúp em Đấy Ok chưa Hàng cam kết cho anh em sẽ được bảo hành cho anh em một năm Anh yên tâm sử dụng nhé bảo hành 1 năm một dòng quản lý nguồn cực kỳ là chất lượng sẽ giúp cho anh em chống cháy chập quá tải này tắt bật từng cổng này và đặc biệt có lọc nguồn sẽ tăng tăng tuổi thọ của các mạch điện tử rất là hấp dẫn nhá 1 triệu 250 nghìn anh em theo dõi video ủng hộ thẻ audio cho bên em xin một like một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ thế nhau Audio ạ xin cảm ơn anh em